Chào cả nhà trở lại. Phong thủy có thể giúp người nhưng có thể hại người. Cũng như tiền bạc, phong thủy chỉ là phương tiện, tùy mỗi người sử dụng ra sao. Khải Toàn xin chia sẻ củ cung phi tinh 2025, hay còn gọi là phi tinh lưu niên. Trước tiên giới thiệu củ cung phi tinh 2025 Ất Tỵ. Huyền không học dựa vào sự dịch chuyển của củ tinh, phi tinh lưu niên 2025 Ất Tỵ, sao nhị hắc nhập trung cung. Theo đồ hình phi thuận, chúng ta có sơ đồ như sau. Vào 2025, phương vị sao các tinh, tức sao tốt là Đông và Đông Nam. Xin vượng khí hai phương vị này gia đạo thêm may mắn, vì cử tử và nhất bạch là hai sao đương lệnh và sao tương lai. Đồng thời nên hóa sát trung cung và Đông Bắc, nơi có hai hung tinh nhị hắc và ngũ hoàng. Hóa sát sao hung tinh hành thổ bằng độ đồng, hoặc đơn giản là sau tiền sáu đồng, tức sau tiền lục đế. Đồng thời giữ sạch sẽ tại hai phương vị này. Chư vị có thể xem thêm phần hướng dẫn lấy tọa độ nhà và phần phân cung nhà nhằm ứng dụng phi tinh lưu niên dễ dàng hơn. Phi tinh lưu niên 2025, nhất bạch cửu tử là hai sao tốt nhập vào hướng Đông và Đông Nam. Sao thứ tốt tiếp theo có lục bạch nhập vào Nam và tứ lục nhập vào Tây. Sao thứ hung ta có tam bích nhập vào Tây Bắc và thất xích nhập vào Bắc. Hai phương vị này nên tĩnh, không nên động. Và cuối cùng, hai đại hung tinh ảnh hưởng đến vận khí kém trong gia đạo là trung cung trong ngôi nhà có nhị hắc, Đông Bắc có ngũ hoàng, nên hóa sát và không nên động. Trước tiên chư vị vẽ mặt bằng ngôi nhà lên tờ giấy, kẻ chéo hai góc, ta xác định được tâm của ngôi nhà. Phân ngôi nhà theo chính nô. Tại ảnh la bàn trong phần mô tả video, áp vào để phân cung. Trước bước này ta phải có tọa độ hướng nhà, ví dụ 180 độ, sau đó ứng dụng phi tinh lưu niên vào ngôi nhà của mình. Ứng dụng bài trí phong thủy bằng đồ vật hoặc tranh ảnh giúp gia tăng vận khí cho gia đạo. Phương pháp vượng khí năm 2025. Vào năm này tại hướng Đông nên có vật hành hỏa hoặc mộc, ví như thảm đỏ, tranh ngựa, tranh mặt trời, đá thạch anh tím xanh lá, gia tăng vận khí may mắn và tinh vui, vì cung Đông năm này có cử tử các tinh đương lệnh. Đồng thời tại Đông Nam nên có vật hay tranh hành thủy, ví dụ như hồ nước, thác nước, tranh cửu ngư, thảm màu xanh dương. Vì năm Ất Tỵ tại hướng Đông Nam có sao nhất bạch nhập cung là sao may mắn về tài lộc và nhân duyên. Kế đến tại hướng Tây nên có mộc đẹp, ví như hoa tươi, tranh mèo, màu xanh lá, vì nơi này có tứ lục nhập cung. Phi tinh lưu niên 2025 có sao các tinh là cửu tử, nhất bạch, tứ lục lần lượt bay vào hướng Đông, Đông Nam và hướng Tây. Ngoài sinh vượng khí dùng ngũ hành đúng, mỗi sáng thức dậy mặt nên hướng về hướng này vài giây trước khi đi đánh răng rửa mặt. Điều này giúp hấp thu từ trường năng lượng lành từ sao các tinh này trong năm. Phương pháp mỗi sáng thức dậy, hướng mặt về hướng có sao tốt theo năm sẽ thêm sinh khí. Tuy nhiên cần kết hợp loan đầu, tức mặt ta hướng về không bị phạm hình sát, không có vật nhọn xỉa vào, không có hình ảnh hay đồ vật làm ta cảm thấy khó chịu, vì như thế sẽ phản tác dụng. Giả dụ trong năm Ất Tỵ, hướng tốt là hướng Đông và hướng Đông Nam, nhưng tại hướng Đông có đồ đạc chất chứa bừa bộn, hay có một bức tranh kỳ dị là không nên. Nên kết hợp với loan đầu đẹp, hướng tốt cần thêm tầm nhìn tốt. Ba hướng tốt Khải Toàn vừa nêu ở trên trong 2025, nếu ngồi làm việc mặt xoay về các hướng ấy cũng là hành động gia tăng vận khí. Trong các phương pháp thay đổi vận khí tốt hơn, mỗi sáng thông qua 4 bước khấn nguyện Khải Toàn đã chia sẻ là một phương pháp kỳ diệu. Phương pháp này giúp thành tựu những hoài bão đã ấp ủ. Mời chư vị xem trong phần web Một Ngày Lành 2025. Hướng nhà tốt năm 2025 Ất Tỵ. Theo củ cung phi tinh vào 2025, phương hướng tốt bao gồm hướng Đông, hướng Đông Nam, hướng Tây. Nhà ở trong ba hướng này sẽ thêm sinh khí. Hướng tốt xây cất nhà cũng tương tự như thế, tuy nhiên cân nhắc khi hướng Đông Nam là cung Tỵ, vì cung Tỵ vào năm Tỵ sẽ phạm thái tuế. Cung Tỵ từ 142 đến 158 độ. Ngoài cung Tỵ hướng Đông Nam, tại hướng Đông Bắc có sao ngũ hoàng, kiên kỵ hạn chế động thổ. Và hướng Tây Bắc có tam bích, không thích động. Ba hướng còn lại ở mức trung là Tây Nam có bát bạch, hướng Nam có lục bạch, hướng Bắc có thất xích.
Hướng nhà tốt theo năm sẽ thêm sinh khí, không hoàn toàn đồng nghĩa với mọi việc sẽ tốt. Vì vận khí ngôi nhà phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác. Ví dụ từ quẻ huyền không phi tinh, cách cục ngôi nhà, quan cảnh bên ngoài như thế nào, sự bài trí vật dụng trong nhà ra sao và vận khí nam nữ gia chủ. Tuổi đẹp làm nhà năm 2025 Ất Tỵ. Theo dân gian, tuổi tốt làm nhà không nên phạm tam tai, hoan ốc, kim lâu. Các tuổi đẹp làm nhà xây cất nhà trong năm 2025 bao gồm các tuổi sau. Mời chư vị xem chi tiết tại website Khải Toàn. Chư vị lưu ý, bản này nhằm tham khảo, không phải quyết định chính. Họa phước mỗi người tạo tác trong quá khứ. Từ nhân thành quả, muốn mai sau có quả thiện, từ nay phải trồng nhân lành. Về việc mượn tuổi là một mẹo tránh phạm tuổi khi chủ nhà gặp năm hạn năm hung. Người được mượn tuổi làm nhà ví như người đang có vận khí tốt, có thể thay mặt gia chủ làm đại diện với thần linh, với thổ thần. Tuy nhiên, chư vị nên cân nhắc. Khải Toàn đã trình bày phần trên, họa phước mỗi người tự gánh lấy. Mình mượn tuổi là nương vào vận khí tốt của người khác. Chính yếu vẫn là tâm thành của gia chủ. Tâm thành với thổ thần thổ địa, tâm thành với người âm người dương. Và quan trọng nhất, người được nhờ cúng kiến hay mượn tuổi nên có tâm lượng tốt, tâm lượng rộng lớn, tốt bụng vui vẻ. Nhờ được người như thế sẽ ảnh hưởng lây từ trường may mắn của họ. Huyền không vi tinh 2025 Ất Tỵ và cách hóa giải. Hai đại hung tinh là hai sao Ngũ Hoàng và Nhị Hắc, hai sao này thuộc hành thổ. Đầu tiên là tại hai phương vị này cần sạch sẽ, thông thoáng, tránh tạp vật dơ bẩn. Sao là cần vật phẩm bằng đồng. Đồng có công năng hóa sát. Vật phẩm hóa sát phổ biến là hồ lô đồng, tháp văn xương bằng đồng. Đơn giản hơn, chúng ta có thể dùng sâu tiền lục đế treo ngay hai phương vị có hung tinh này. Ngũ Hoàng và Nhị Hắc vào năm 2025 nhập vào Trung Cung và Đông Bắc. Mời chư vị xem hình. Chư vị xem lại bài xác định phương hướng lập tạo độ cho ngôi nhà. Xác định được phương vị, bài trí vật phẩm cũng như giữ sạch sẽ. Ngũ Hoàng và Nhị Hắc còn đại diện cho chiêu cảm linh giới, uế khí. Với nhà có nhiều tầng lầu, ưu tiên tầng nào thường xuyên lui tới. Ví dụ tầng trệt và tầng có phòng gia chủ ở. Ngoài hai phương vị trên, tam bích và thất xích là hai sao thứ hung, liên quan đến thị phi giao kéo. Tại nơi có tam bích nên bài trí hành hỏa, tránh đi hành mộc. Hành hỏa ví dụ là màu đỏ để hóa sát. Ví dụ như lồng đèn đỏ, tranh màu đỏ, nến đỏ. Tại nơi có thất xích không nên có kim loại, thay vào đó nên có hành thủy màu xanh dương. Để giúp cho ngôi nhà vượng khí, nhà cửa thường xuyên dọn dẹp sạch sẽ, giúp không khí trong lành lưu thông, ánh sáng vừa đủ là phong thủy tốt. Loan đầu và lý khí. Ứng dụng phong thủy nên biết loan đầu là gì, lý khí là gì. Loan đầu là bàn về hình thể thông qua mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, sự bài trí hài hòa với không gian sống. Phong thủy loan đầu kém là chật chội, chướng mắt, vật nhọn, dơ bẩn. Phong thủy loan đầu tốt là ưa nhìn về hình mắt. Bài trí hài hòa hợp với không gian nhà cửa, ưu tiên phong thủy loan đầu rồi đến lý khí. Nếu phong thủy loan đầu bàn về không gian thì phong thủy lý khí bàn về thời gian. Dựa vào phương hướng ngôi nhà, chúng ta tính toán tốt xấu theo từng giai đoạn của một mảnh đất, một ngôi nhà. Quẻ huyền không phi tinh tính toán tốt xấu một ngôi nhà theo từng giai đoạn. Trong vòng 2 đến 40 năm, biết được vận khí nam nữ gia chủ, luận về phi tinh lưu niên là phụ nhưng vẫn có thể tính toán tốt xấu trong ngôi nhà ấy. Hậu thiên bát quái và mong muốn sinh con trong phong thủy nhà. Tự xem phong thủy nhà ở không thể bỏ qua hậu thiên bát quái và sinh thần bát tự gia chủ, vì không phải ngôi nhà nào cũng hợp với tất cả. Trong mỗi gia đình, mỗi người có vai trò khác nhau, mỗi người tương ứng với một phương vị. Hậu thiên bát quái chia ra 8 quẻ âm dương, mỗi quẻ tương ứng với từng ngũ hành và mỗi thành viên trong gia đình. Giả dụ người cha đại diện cung càn hành kim dương tại cung Tây Bắc, tức Tây Bắc trong mỗi ngôi nhà hay công ty là phương vị của người nam đứng đầu.
Từ cơ sở này kết hợp với mệnh khuyết của sinh thần bát tự nam gia chủ để bài trí đồ vật hợp với từ trường nam gia chủ. Cũng tương tự như thế, cung Tây Nam đại diện nữ gia chủ, cung Đông đại diện con trai lớn, Đông Nam đại diện con gái lớn. Giả dụ người mẹ sinh mùa đông kỵ thủy thiếu hỏa, cung Tây Nam trong gia đình bài trí hành hỏa tránh bài trí nhiều thủy. Hay người cha sinh mùa xuân kỵ mộc thiếu kim, tại cung Tây Bắc tránh bài trí nhiều mộc, thay vào đó nên có kim loại đẹp, tranh giác vàng, đồ đồng, tranh gà khỉ. Chúng ta ưu tiên quẻ hậu thiên bát quái trước, rồi mới đến huyền không phi tinh hoặc phi tinh lưu niên. Giả dụ 2025 tại Tây Bắc có tam bích kỵ mộc cần hỏa, nhưng sinh thần bát tự người cha sinh mùa hè kỵ hỏa. Nếu bài trí hỏa tại nơi này có thể hóa sát phi tinh của năm, nhưng làm vận khí người cha kém đi. Vì vậy khi ứng dụng phong thủy, chúng ta nên khéo léo kết hợp, ưu tiên mệnh của gia chủ trước rồi mới đến quẻ của nhà. Cũng theo phương pháp này, những gia đình đang mong muốn có con cái, sau khi vẽ sơ đồ nhà chưa bị tìm ra hai phương vị hướng đông và hướng đông nam. Hai hướng này đại diện cho con trai lớn và con gái lớn. Tại hai phương vị này, bài trí mộc đẹp như hoa tươi, tranh mèo, tranh màu xanh lá, trúc băng sương và đặt cả đồ chơi trẻ em, ảnh em bé xinh đẹp, sẽ thúc đẩy từ trường về con cái thêm cơ hội sinh con. Nếu mong muốn sinh con trai thì chú trọng vào hướng đông, nếu mong muốn sinh con gái chú trọng hướng đông nam. Tuy nhiên, con cái là nhân duyên, chúng ta có thể mong cầu nhưng đừng quá hao tổn tâm trí. Hãy dành tâm tư cho những người đang hiện hữu bên cạnh sẽ giúp gia đạo an hòa, đó chính là phong thủy tốt. Giới thiệu vận chính. Cũ vận đương lệnh từ năm 2024, cũ tử hành hỏa quãng 20 năm. Những ngành nghề thuộc hỏa sẽ phát triển. Vận hỏa vượng thì nạn hỏa là tâm tánh con người dễ cực đoan hơn, đấu tranh kiên cố, hơn thua tranh giành, khẩu thiệt thị phi nhân ngã, thường xảy ra trên mạng xã hội nhiều hơn. Cũng chính vì thế, con người chuyên tâm hơn về sự tu tập, nghe kinh, ngồi thiền, ăn chay, làm việc thiện, tìm những phương pháp giúp tâm thân thanh tịnh, giảm đi tánh nóng nảy. Sự tu tập làm lành theo pháp thiện là điều tốt, nhưng xen kẽ là sự hỗn tạp của tà pháp, không thật tu. Vận chính do cũ tử đương lệnh là sao đại cát tinh, nhất bạch hành thủy là sao tốt thứ hai. Trong 20 năm này, ngành nghề thuộc hỏa như ăn nói, sáng tạo nội dung, nhà hàng á, công nghệ sẽ nhiều cơ hội phát triển. Ứng dụng phi tinh 2025 Ất Tỵ. Sao tốt là sao số 9, số 1, số 4 hoặc số 6. Sao kém là sao số 2 và sao số 5. Nơi có sao tốt bay vào, chúng ta bài trí vật có ngũ hành đồng hoặc trợ để sinh. Sao kém chúng ta dùng ngũ hành để tiết hao, hóa giải. Sao đại cát tinh, sao vượng khí, hướng đông nam có nhất bạch hành thủy, ta có thể dùng thủy để sinh vượng. Ví dụ như bể cá, tranh củ ngư, vật màu xanh dương. Tại hướng đông ta có cũ tử hành hỏa, có thể dùng hỏa hoặc mộc để sinh trợ. Màu đỏ đẹp tranh mặt trời, thạch anh tím, số 9 màu đỏ. Sinh vượng cung này sẽ có tin vui và may mắn. Tại hướng tây có tứ lục hành mộc, nên có mộc đẹp, ví dụ như trúc phát tài, cây cối xanh tươi. Tại nam có lục bạch kim tinh, nên có ít kim. Về những sao kém, đại hung tinh ta có trung cung là nhị hắc và ngũ hoàng ở đông bắc. Nhị hắc và ngũ hoàng không nên bài trí vật hành hỏa thổ, không nên có tạp vật dơ bẩn. Thay vào đó nên có đồ đồng, sâu tiền sáo đồng, hồ lô đồng để hóa sát. Không nên bật quạt, loa làm động hai phương vị này. Sao kém tiếp theo, tại Tây Bắc có tam bích hành mộc, sao này là thị phi kiện tụng, trừ khi người làm nghề ăn nói hay luật sư. Không nên bài trí nhiều mộc ở đây, nên bài trí hành hỏa. Tại hướng Bắc có thất xích hành kim, kỵ kim nên có ít thủy tiết hao. Tại Tây Nam có bát bạch hành thổ là sao thoái khí, nên có hành kim để tiết hao thổ. Trong năm 2025, nơi có nhất bạch nên có thủy, nơi có nhị hắc nên có kim, nơi có tam bích nên có hỏa, nơi có tứ lục nên có mộc, nơi có ngũ hoàng nên có kim, nơi có lục bạch cũng nên có kim, nơi có thất xích nên có thủy,
nơi có bát bạch nên có kim, và cuối cùng nơi có cửu tử nên có hỏa. Chư vị bài trí vật phẩm hay tranh ảnh để sinh trợ hoặc hóa giải phi tinh, nên lưu ý đến hậu thiên bát quái, tránh ảnh hưởng đến những thành viên trong gia đình. Tự xem phong thủy nhà ở. Phong thủy nhà ở vượng khí bao gồm nhiều yếu tố. Điều quan trọng nhất là vận khí và tâm tánh của chủ nhà, thông qua sinh thần bát tự và sự chuẩn mực trong đời sống thường nhật. Một ngôi nhà có phong thủy tốt phải bắt đầu từ quang cảnh môi trường sống, thông qua khu vực và quang cảnh bên ngoài. Khu vực sinh sống không bị ô nhiễm bởi tiếng ồn và khói bụi từ hàng quán. Hình thể ngôi nhà nên vuông vắn trên bản vẽ, không nên thiếu góc, nhất là thiếu góc Tây Bắc và Tây Nam. Hai hướng này đại diện cho nam và nữ gia chủ. Tiếp theo, tọa độ hướng nhà không phạm xuất quái hoặc là đại không vong. Bên trong không gian là một không gian sống lý tưởng, gọn gàng, sạch sẽ, không khí trong lành, đủ ánh sáng. Tọa độ hướng nhà là xét về lý khí, cảnh quan bên ngoài và cách bài trí hài hòa là xét về hình thể. Hình thể và lý khí tốt giúp từ trường trong ngôi nhà tốt, vì con người chúng ta bị ảnh hưởng bởi từ trường chi phối. Sau khi xem xét về môi trường sống, chúng ta xem xét lại tâm tánh hành vi của chính mình. Vì từ trường con người ảnh hưởng lớn đến vận khí trong gia đạo, ảnh hưởng đến mảnh đất. Một gia đạo an hòa và một ngôi nhà có phong thủy tốt không thể thiếu yếu tố phần âm. Chủ nhà là người biết kính trọng người dương, kính người âm, sẽ giúp âm dương quân bình, từ trường an ổn, ơn trên gia hộ, gia đạo hưng vượng. Hóa giải vận khí kém. Phong thủy là từ trường học và phương vị học. Ban đầu từ trường ngôi nhà chi phối chúng ta, sau một khoảng thời gian sinh sống, chính chúng ta xoay chuyển từ trường của mảnh đất ấy, thông qua sự bài trí sạch sẽ, tấm lòng cảm thông độ lượng. Cảm thông độ lượng với tất cả những người trong nhà và những người xung quanh. Chư vị nào đã từng ứng dụng phong thủy vào đời sống, hẳn đã biết phong thủy là phương tiện tốt. Tuy nhiên, không phải thần dược. Phong thủy không có công năng thay đổi họa phước vốn có sẵn trong sinh thần bát tự. Họa phước từ ngày sinh sẽ tăng hay giảm thông qua sự chuẩn mực trong đời sống, sự tích công bồi đức. Vì vậy, những vị đã và đang ứng dụng phong thủy, Khải Toàn chân thành khuyên chư vị dành thêm thời khóa cho sự tu dưỡng tâm. Thông qua nghe giảng kinh Phật là một pháp môn giúp tâm mang trí sáng, bỏ ác tu thiện, từ trường người thiện, giúp tất cả nơi mình sinh sống trở thành mảnh đất phước. Hóa giải vận khí kém, bước đầu có thể dùng phong thủy thay đổi từ trường bên ngoài. Tiến thêm bước nữa, không ngoài sự tu dưỡng tâm tánh, làm lành chánh dữ. Gần bạn hiền, xa bạn ác, tu tập theo kinh mười thiện. Những vị đã gặp khổ nạn, gặp bao chướng ngại, gặp oán gia trái chủ ngăn che, mãi khó khăn và chưa hoàn thành những hoài bão, thì nên biết, khi bản thân còn quá nhiều chướng, bị nghiệp chướng của chính mình gây nên, bị ma chướng ngăn ngại, bị oán chướng vây quanh, không thể an ổn. Thế thì dùng phương pháp gì? Phương pháp hóa giải nghiệp chướng, ma chướng, oán chướng. Bước đầu là sám hối. Tiếp theo là 4 bước khấn nguyện mỗi sáng. Hai phương pháp này giúp giảm nghiệp chướng, cho đường đời thêm thuận buồm xuôi gió. Để nhất tâm tu sửa tâm tánh, làm lành tránh dữ, giảm nghiệp bồi phước. Đây là những phương pháp kỳ diệu Khải Toàn đã chỉ bày cho rất nhiều vị đã thành tựu, hóa giải vận khí kém, tự mình thành tựu trong tương lai. Khải Toàn cảm ơn cả nhà đã xem, chúc cả nhà tâm thân an lạc.